tình thơ tình lý. Phải rồi hỏi phải. Phải. Những con như thế là bị trừ điểm nặng hoặc có thể bị đuổi ra khỏi sân. Không gọi nữa. Sạch. Chậm thôi. Đi tiếp tục. Thôi chết rồi cái gì. Phần giám khảo đánh giá từng con. Phần thi của chó cái hạng Open Class Working là những con đã có chứng chỉ IPO hoặc BH. Đùa ông dắt mà ông còn hỏi con này bao nhiêu tuổi, chết không? Nhiều khi là chửi để cho nó giảm căng thẳng. Chứ cũng không phải chửi có ý gì, chửi cho nó giảm đỡ căng thẳng anh. Giữ khoảng cách chạy nhanh. Tiếp tục đây. Nhanh nào. Tốc độ lên.
Nhanh lên mà không nhanh là phải thêm 2-3 vòng nữa. Khi nào đủ nhanh thì thôi. Stop stop. Lên. Đổi số 23 lên. 2-2-2-3-7 lên. Tiếp tục đi. Stop đi mặt này. Thế là ngoài từ 4 ngoài lên xuất sắc về còn gì nữa anh. Nhà có chạy chó lớn. À, ông này á, ông này nhiều chó lắm, khắp sân thi luôn. Thế là ông này ông không đi xem show Phú Quốc của anh Giáp chứ không thì là ông ấy bảo là mẹ thế ông này ông nhẹ chiếm mẹ 70% chó thi rồi. Quán nào cũng vẽ phòng đấy ông chơi ông Giáp. Giám khảo ra cứ nhìn cười. 37 hay 31? 237 hay 331? 231. 231 anh à. Vừa thế anh Đoàn bảo 237 sao hả? Hai ai? Số danh 27, số danh 28 ở class Walking trên 15 tháng có chứng chỉ IPO Sotsun. Anh ta cho cậu kiểm tra. Số danh 27, số danh 28. Và bây giờ chúng ta trên sân thi có nhóm thi open cho cái. Cả bốn con đều có cái chất lượng khác nhau, cái sự tập luyện cũng khác nhau và bốn con chó ở cái thể hình cũng khác nhau. Con đẹp nhất trong nhóm này ngày hôm nay đối với tôi đánh giá là số báo danh 23. Sau khi mà nó đã có đứa con và nó có cái thể lực rất là tốt, nó chạy rất là vững chắc. Có cái đường lưng trên và đường bụng phía dưới rất là đẹp. Có cái tỷ lệ lực rất là tốt và có cái phần thân trước rất là chuẩn. Rồi ngồi xuống nào. Gãy hai tay. Có góc chân rất là tốt. Ở hai chân sau thì nó hơi kéo cái chân bên trong em hơi. Rồi. Chúng ta chân trước nhé. Và nó chạy rất là đẹp, di chuyển rất là đẹp, chắc chắn là nó là con thắng trong cái nhóm. Chân trước. Mạnh lên. Và tiếp theo con số 2 đây. Trung gọi, biên gọi. Biên gọi bên đây. Con này thì có cái size tương đối lớn và nó cái đầu to nữa. Bởi vậy cho nên là lúc đầu ổng đã chọn nó ở phía sau. Và nó đã có những cái đàn con thì sau khi có những sinh sản đó thì cái phần phía sau của nó đã sự thay đổi của phần phía sau. Nó có đường lưng trên rất là đẹp và đường bụng phía dưới cũng rất là đẹp. Và cái phần phía sau nó bị thay đổi đó, nghĩa là nó không có được chắc chắn, nó cần phải chắc chắn hơn nữa. Có cái bộ ngực rất là cân đối. Cái hai chân trước thẳng nhưng mà nó hơi chỏi qua hai bên một chút. Có các góc chân tốt. À,
và nó cần phải tập luyện chạy, và khi mà nó làm nó